Xin chào các bạn. Rất là vui được đón các em Hải, Papa TV, dạ, Cẩm Tiên TV và Team Phạm Dũng ạ. Team Phạm Dũng đến Phan Diễm. Phan Diễm đến thăm mảnh đất Lục Ngạn và đặc biệt là đến thăm gia đến đình thăm nhà. Biệt phủ nhà anh Cương. Nhà anh Dương. Anh Dương ạ. Vâng. Núi đồi Lục Ngạn và rất là vui mừng trong cái ngày hôm nay rất là dài rồi. Một ngày rất là mệt. Thực ra là các bạn đã được lên đồi trải nghiệm trời mưa và làm quả đi thưởng thức vải thiều Lục Ngạn cũng như là ẩm thực Lục Ngạn rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì trân trọng mời các em về gia đình mình ăn bữa cơm đầm ấm sum vầy cùng gia đình mình. Yeah. Ok. Đặc biệt là trong cái bữa cơm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vui hết mình nhưng mà không quên nhiệm vụ là sáng ngày mai để chúng ta cùng lên đồi để trải nghiệm bẻ vải cùng với bà con. Ok, ghép vô. Diễn mình cả đi còn ăn vải nữa không? Trước khi ăn xong thì chúng ta anh cái này để tráng miệng đi, tráng miệng đi, tráng miệng đi. Tráng miệng vải đâu? Để phát sau. Anh em mình hôm nay ăn nhiều lắm rồi đấy nhưng mà thực ra là đúng là vải tiến vua nó khác các bạn ạ. Nó ngon mà nó ngọt mà lại mẹ nó ngọt thanh nó kiểu nó ăn ông ăn no luôn đấy. Không ngán. Đúng là hàng A khác nhỉ. Nhưng mà phải nói là em rất là ấn tượng vào cái con đường vào nhà anh Dương luôn á. Đường rộng đẹp, sông rất là sạch sẽ luôn, thoáng. Rồi view là view triệu đô. Đây, chúng ta đi vừa đi xong vừa nói chuyện. Chúng ta sẽ cùng lên vào ăn cơm xong chúng ta sẽ ra cùng ăn vải tráng miệng tiếp nhé. Yeah. Xin mời mọi người. Hôm nay nhà mình thu được mấy tấn anh? Ừ, anh được khoảng vài tấn thôi. Cũng cơ bản là anh không nhiều loại cây khác nữa. 5, 7 tấn, chục tấn, ok. Đẹp quá nhỉ. Như này là cao kiểu nhà cao vừa rộng là có sân vườn. Con chào ông nha. Con chào cô, chào chú ạ. Dạ con xin chào. Con chào chú. Vâng. Chào cô. Vâng. Đấy, vào đây để nhậu chứ. Vừa đâu ăn cơm bên đây. Bà thì cả các cháu sẽ ăn cơm. Mời mọi người vào xuống đi. Vâng. Tuyệt vời này nhạc. Hết gì luôn. Em xuống lấy cái gì. Ủa, bà nói ngon. Em ơi, ngồi xuống đi. Mời các em ngồi xuống luôn đi. Ừ. Chưa. Dạ. Thôi đi em, ngồi xuống. Em sợ xong thì để. Rượu này là rượu gì đây? Rượu này là rượu vải thiều Lục Ngạn. Ngâm khô, sấy khô đây. Ô, nhưng mà không đây là không phải rượu ngâm. Không phải rượu ngâm mà rượu tươi. Em mới bảo là không ai uống cái này bao giờ. Được rồi. Đây là chưng cất anh này. Ông ừ. Làm bên ngoài phải chưng chưng cất đây. Đây là vỏ anh. À em chị nhé, chị ngồi đây chị. Ở đây còn mảnh kia là thím. Em vợ nè. Không. À. Chị ơi, ngồi đi. Em ngồi đi. À, xong rồi vào đây nhậu anh chị nhá. Ngồi đi, đi ngồi đi. Em ơi, chị ngồi đi. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn thầy giáo, thầy giáo bạn. Trân trọng mời tất cả anh em nâng chén nhé. Vâng. Và chúc sức khỏe tất cả mọi người. Welcome to Lục Ngạn Bắc Giang. Nào, xin mời. Uống xong mình vô cái nhỉ? Vâng, ok. Thơm như vậy, thơm như vậy. À. Rồi, cảm ơn anh em. Nhạc. Hai, ba, dù. Ấy, anh đấy. Thôi, mời anh em đi. Mời anh em. Rồi, anh ý nhá. Là món đó. Áo này em cơ nhá. Lolotica. Lolotica. Hôm nay là cái lòng này là... Cái này bé đấy. Cảm giác con này bé con chiều nhỉ. Ngon. Còn mình thưởng thức bằng cái bánh xe ấy. To bằng ống 42 ấy. Cái ống này cũng bằng 4 rồi. Con là phi 60. Ăn này ngon nhưng mà tí cười phát là răng toàn là biết. Gà đúng gà đồi đấy anh nhỉ? Gà đồi em ơi, thưởng thức gà đồi đi. Đây là lời xin phép lấy gà cho hai người đẹp. Đấy, đẹp nhất trong mâm, anh mời em. Đây là cái màu vàng của da tự nhiên của gà đúng không? Đúng rồi. Gà tự nhiên. Yeah. Gà tự nhiên. Gà da rất là tự nhiên. Giống như anh em mình nói là gà là mình đi đuổi và mình mệt nó cũng không chưa bắt được đấy. Và hôm nay thì có người đã đuổi cho mình. Không.
Cái chú Quỳnh đấy bạn. Dạ đúng không? Quỳnh này. Em dám thêm chạm bên đấy. Còn giờ này đúng chất phải không anh? Ngon lắm. Không. Mì lạc cái nữa nhỉ? Rượu chung cất từ bạn rồi anh. Rượu ấy. À, dạ, em mời anh em đi. Em xin của anh nhỏ chưa kết được. Chưa kết kiểu gì em? Em không biết. Thơm mùi vải. Nó rất là trong. Đúng là kiểu... Tôi đi em biết có đồ vải đúng không? Mình về chỗ quay ổi thì người ta chưng nhất ổi, ngâm ổi vải vải. Thế nó phải là sản riêng. Cái mùi đấy rất là thơm đúng không? Ừ. Rất là thơm và rất là trưng. Ngoài ra thì còn có cái rượu ngâm vải khô. Ngâm vải khô thì ngày mai mình sẽ cùng giới thiệu với mọi người trong clip đặc sản vải khô tạt xí khô. Ngâm rượu. Cái này là gì đây? Đây là nem. Đấy, một nem. Nhưng mà thịt sao nó tươi này? Nem này thì nó là gần như kiểu nem thính. Nhưng mà thực ra là cũng đã chín rồi, cũng rất là an toàn. Thế của anh gọi là thịt chua đấy. Nhìn anh, đưa các anh đi quay cái gì nhỉ? Vải sấy của cái gì nhỉ? Cái điện đấy. Cái hay đấy là công nghệ mới rồi. Thịt chua mà đấy. Được rồi, mình có gì ấy em. Ăn, có gì ăn tắt đi không nhỉ? Anh đi thôi. Dạ, em anh. Chưa sức khỏe. Vâng. Luôn thành công và nhà xin tự Sapa TV cũng như là tập đoàn Sapa TV luôn mạnh. Ok em cảm ơn. Dạ. Làm chút khỏe anh nhé. Ok em. Ai gọi anh? Quay chưa được không? Cứ bảo được rồi về tìm cái này cho em với lại là cảm thiên xin phép mời anh Hương. Thực sự là trước mắt phải đầu tiên là cảm ơn anh đã hôm nay hỗ trợ anh em rất là. Tất cả anh em mình cảm ơn anh Hương. Xin cảm ơn các em đã về Lục Ngạn và cả gia đình anh. Núi đồi Lục Ngạn. Anh đặt cái tên hay thật. Công nhận là cái tên núi đồi Lục Ngạn, cái tên kênh hay. Cảm ơn các em. Rồi, kêu anh. Dạ. Chúc anh kênh sớm đạt triệu sắp nhé. Hy vọng rằng qua các em thì khán giả sẽ biết hơn nhiều hơn nữa tới kênh của Lục Ngạn. Quả lọc lợn này có tin. Em nhớ em lấy mấy khoanh to lắm mà. Nó lại đổi lên mấy khoanh bé. Bé không? Các con sao đấy. Anh lên. Rồi, hai cái gì? Cảm ơn. Ơi, thế là ở dưới này à? Dạ. Rồi, em xin phát bắt đầu là cảm ơn một chút nhé. Chúc anh đường kênh YouTube sớm đạt chữ sắp nha. Cảm ơn em. Em phải kết thúc anh thành công cũng nhé, em còn không biết xác là cái gì đâu. Thế là phải là cái núi đôi cạnh mình kiếm về được. Giá vải là như năm sau em thì giá vải cũng lên là được. Em vừa đang với anh bảo bà con bay bẻ vải đây, vải bay lên giá nhiều lắm rồi đấy. Tuấn lên giá. Tuấn như mãi mãi lên giá rồi. Nằm với tính thật. Đại hôm qua anh bảo em ấy, thì em bảo kia đại lại hai cây vải quả, vải không hạt đấy. Năm nay mỗi nhà mới có thôi. Chắc ra bệnh nhiều. Năm nay 200.000 cân. Mà vẫn không có mà mua. Kiếm vải không hạt. 200 nhưng không có mua. Thực ra là một cái diện tích nó chưa phát triển nhiều. Đúng rồi. Còn chắc là một vài năm tới thì mà tạo được cái thương hiệu ấy. Đúng rồi. Thì cái nhân giống nó rất là nhanh. Ví dụ anh phải ghép. Anh phải đứng trước đây này. Cái đoạn lúc đấy là sang năm thì lại được đón một vài sang năm nhé. Thì lại được đón Diễm này, Hải thì Cẩm Tiên ra ăn vải và lúc đó sẽ có bạn. Cái mùa nào mà họ ship nhiều các bạn về mang được không? Được rồi. Đây ơi, đây ơi. Ok không? Ok, cái ăn vải có khi vẫn còn không? Hơi khô thì. Ve sầu ăn không? Ve sầu. Ơi, lớp em ve sầu nó cũng bại. Chứ không phải như trên của anh là nó múc một phát lên một đống này kia ve đấy non nhưng loại con được khác. Con ve này của em ấy, thuê trẻ con đi bắt về nhúng nước vứt đây là mất tủ đá. Ăn ngon.
Mình có cơm không cho xin bất cơm? Anh mở lên. Chị uống thơm anh em ơi. Quay được chưa? Bây giờ mới bắt đầu thôi. Lấy lại thì sao ấy? Lấy lại thì sao đâu? Nói em ở nhà nhé. Dạ. À, xin phép làm bát cơm. Chị bát cơm anh ha. Nói chung là cũng phải làm bát cơm cho nó ấm bụng, bụng rồi dạ, cho hết ngon lắm. Dạ, ngon. Em sẽ chan nước gà vào nữa. Ừ. Nước gà chất lượng lắm. Ngon. Gà này mỗi ngày chắc phải chạy mấy trời nữa. Và ăn cả ngô luôn em. Gà chân ngô, gà ngô đấy, gà chân ngô và chạy đồi. Gà chân ngô nồi vàng này. Thế cả gà của em ấy còn có gà huyết cơ. Gà cái cám ấy. Gà em ngon. À đây ngô là ngô đặc biệt. Ngô này này, thôi thỉnh thoảng nói ăn xong ngô tráng miệng thì quả bạc. Lại còn có gì ve sầu rồi bỏ xít này kia. Bỏ hũ nữa, vừa có anh nào hỏi bỏ hũ nữa nhỉ. Đó. Thằng em phải không? Vâng. Nào hũ với thằng em phải không? Em này. Anh bố thì không ai bán đâu, quá rồi. Em ngồi đây thôi, ngồi đây cơm. Cái này là thạch đấy. Đây là cái gì được kỳ ạ? Xem đây là ở trên Sapa, và em ở trên Sapa đầu tiên. Đây là Sapa, các bạn ơi, tất cả các em đều là idol của nhà mình cả đấy. Rất là nổi tiếng không chỉ là của idol của riêng mình đâu, nhưng hôm nay rất là vinh dự và hạnh phúc. Thì là cũng là công tác của công hành rồi ạ. Và mình làm bên Y. À, đốc tờ. À, hai bây giờ mình nâng chén và chào cho sức khỏe tất cả anh em trong một ly rượu trong buổi ngày hôm nay. Dạ, chị cũng chị em mong tất cả anh em nhé. Dạ, nhà chị sức khỏe. Sức khỏe. Sức khỏe. Sức đúng rồi, là nhà sạch thì bác báo sạch được ứng sợ bông. Nhà sạch sẽ ngồi ăn bánh cơm. Em cực kỳ ấn tượng không phải từ chiều em có dùng hóa là bước từ tới xong là xong sạch mà bước chuyện trong nhà kinh kiếp luôn, có đó thật sự luôn ấy. Tức là ở nhà thì nhìn quá là quê đi thì đi. Anh em ăn gì cái nào? Một, hai, ba, ờ, bình thường thì cứ xem diễn ăn hải sản chỗ đâu ấy. Ai đi chưa? Quan rồi. Em chưa. Kiều lòng khán giả. Ba chuột khác quá. Đi xem thấy các anh chị em ăn toàn đồ ngon. Ờ, em bé ba chuột hải sản. Bây giờ kìa. À, thế như có một hôm em xem đường cái quả chuột mà ăn đi ơi. Hôm anh Hải ăn đấy, anh Hải ăn cái Hải đó, một cái chuột. Ơ bảo em cứ đuổi em cắn cái gì đấy. Vào nhìn anh lặng em ăn. Hả? À, mấy hôm nữa mới đăng. Mỗi ngày đăng của anh thôi. À. Còn đăng từ từ nữa không? Đăng nhiều quá người ta không like đúng không anh? Đúng rồi. Em mãi mới được có một hai like. Hôm nay có anh Hải phát lên trăm like. Thế là không phải đâu nè. Nào, anh em mình một phát à? À. Chị đâu ạ? Các bạn trắng chảo á. Em ở gần hơn. Tại em làm công ấy, sẽ công người ta mời em ở đấy. Dạ. Anh xin phép là mời hai vợ chồng anh mời diễn với cả Cẩm Tiên nhà mình. Dạ. Chúc hai em sức khỏe nha, luôn luôn xinh đẹp thành công nhá. Em mời chị nhé. Dạ, em mời chị nhiều. Nó ấy hơn rồi đấy, nó có chiều sâu hơn rồi đấy. Nào. Quen quen. Nào, xin mời mọi người một chén. Dạ, em mời anh. Nào. Em ăn chị nha. Nào, mình uống xong là cô đoàn kết nhá. Dạ, ok. Ok, ok. Nào. Một, hai, ba, bốn. Rồi, nhắc mình đi ăn tráng miệng các bạn. Bây giờ em phải cùng ra ăn bài tráng miệng nhé. Rồi, tiếp tục nào. Cảm ơn lại gia đình rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng gian vải nào. Đang quay à?
đây tráng miệng hay này kia là rất là sang trọng tiếp luôn. Bởi vì là tráng miệng phát thì không có gì mà như ở không ở đâu như ở đây phát là tráng miệng ra tận vườn mặt. Từ độ mình cái mùa vải được 3 tháng không anh? Không, từ lúc mà em về tháng cái đây hơn 1 tháng đấy là vải sớm đầu tiên đấy. Như vậy thì vừa chia tay các em Sapa TV, Phan Diễn, Cẩm Tiên, các em về nhà, về khách sạn nghỉ nhé. Sáng mai thì mình sẽ qua đón sớm để mời các em sẽ lên vườn trải nghiệm bẻ vải cùng bà con, sau đó đi chợ. Vì cũng qua một ngày rất là vất vả, các em cũng đã lên đồi và trải nghiệm rất nhiều ở Lục Ngạn rồi, từ ẩm thực đến hoa quả đấy nhé. Thì cũng cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các clip tiếp theo. Luôn đồng hành, ủng hộ và ăn vải thiều Lục Ngạn các bác anh chị nhé. Xin mời các bác anh chị. Chúc mọi người ngủ ngon. Giờ em cũng chuẩn bị đi ngủ để sáng mai dậy sớm để đưa đón các em đi trải nghiệm vườn vải. Xin chào và hẹn gặp lại.